Rồi, shop đồ của anh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 7 tây tháng 1, em sẽ lên kỳ là 457. Thì kỳ này em sẽ lên là vừa cần vừa máy và vừa phụ kiện luôn. Hôm nay phụ kiện thì em sẽ có về phụ kiện mới nha. Phụ kiện là mấy cái đèn pin anh em. Mấy cái đèn pin này để cho anh em đội đầu anh em câu đêm á, mấy cái đèn câu đêm kiểu gì ha. Đây, thì cần hôm nay em còn được 4 cây thôi, em sẽ xả giá cho anh em chơi. Bao đinh cần thì bữa nay có 3 cái nha, với hai cái bộ hộp. Đó, máy thì còn 3 con thôi. Rồi, phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn. Anh em nào chốt 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Đó. Thì anh em nào chốt hàng thì mình điện thoại hoặc nhắn tin với số điện thoại em ở đây là 0988 546 535 nha. Đó, ở đây. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhắn chữ đăng ký kênh ở dưới đây. Rồi, ok, lên hàng nha anh em. Đây. Đầu tiên là em lên cho anh em một cây súp, một cây cần súp Shimano, cây này carbon 2 da, dòng là chính hãng Shimano nha, được sản xuất ở Trung nha anh em. Đây, chính hãng Shimano được sản xuất ở Trung, dòng đề cao. Con này là con súp Leader 405 EXT nha. Con này cứng tương đương là 25 anh em. Đây, dòng này anh em đánh có thể là đánh lục đầu cành, đánh lăn xê đồ ngon ha. Đây, mã số code là 24728. Cây này cây này đang cần mới, đang bán thị trường là 3,5 triệu nha. Đây, 3,5 triệu thị trường đang bán. Đây, bát là Fuji, khoen là Fuji nha. Khoen Fuji chẳng đây chẳng ca. Đây, khoen bát Fuji cập zin đầy đủ luôn nha anh em. Cần không thiếu hụt nha. Đó, nguyên zin không thiếu hụt. Đó. Cái nhựa ở đây thì nó bị hỏng một xíu, nhựa ở đây không có thành vấn đề nha anh em. Đấy. Đây chân nè. Khoen là đây định vị khoen nha anh em. Cần sắn nè. Mấy cái súp Leader anh em biết rồi, sắn định vị khoen đầy đủ nha. Đó, đây định vị khoen. Cây này màu đỏ đô rất là đẹp luôn, carbon là sắn ít tròn thân luôn. Nè, độ mới ba anh em là 85% ăn lên nha anh em. Đó. Cây này độ cứng ES chứ khá là nảy nha anh em, ES chứ khá là cứng. Đây. Thì cây này thông số của nó đây. Cân nặng là 370g, đọt là 2.4 ly nha. Cây này đang bán với giá 2,2 triệu, giảm giá cho anh em còn 2 triệu nha. Cây này giảm cho anh em còn 2 triệu luôn. Anh em cứ tra Google thoải mái nha. Cây này tra Google là anh em là shop đồ câu người ta bán là 3,5 triệu cây á. Em đây. Để cho anh em có 2,5 triệu thôi. Giá rất là tốt luôn. Đây. Đó. Đầy đủ luôn. Đầy đủ phụ kiện nha. Nè. Đó. Khoen là khoen xích luôn anh em. Khoen phụ di xích nha. Đó. Rồi, tiếp theo, cây thứ hai là một cây súp Leader nữa, cây Shimano. Đây, một cây Shimano súp Leader. Cây này là 405 CX luôn, quá là đã luôn anh em. Một cây súp Leader FV 405 CXT nha, hàng Indo. Mã số code là 22184. Đây Shimano. Nè, đối trọng đầy đủ luôn anh em. Đây, hàng là chưa hạ bát ở Việt Nam nha, bát Fuji Tanlit. Đây, khoen là khoen Fuji anh em. Càng còn rất là mới, cây này bao anh em là 90% ăn lên luôn á. Đây, khoen cũng là khoen dòng lọc định vị khoen luôn ha anh em. Đây, cũng là dòng đọt định vị khoen. Đây, carbon sắn gân. Cái carbon sắn gân của nó nè. Nổi cộm luôn. Dòng này được sản xuất Indo là quá là chuẩn luôn ha. Dòng là CX nha nè. CX anh em đánh chục dù khỏi, quá là ok luôn. Đây. Nè, bộ khoen nguyên zin mới chát luôn ha. Cây này đang bán với giá 2,5 triệu, giảm cho anh em luôn còn 2,3 triệu nha anh em. Cây này mã số 2, giá là 2,3 triệu. Cây này nặng là 430g, đọt là 2,6 ly nha. Cây này độ cứng là CX. Đây, để cho anh em 2,3 triệu luôn, giá là bao thị trường luôn á. Chỉ còn 2 cây thôi, anh em lấy nhanh thì còn nha anh em. 2 cây này giảm giá rất là sâu luôn rồi đó. Rồi, tiếp theo mã số là mã số 3. Đây, mã số 3 là một cây cần tay hạ từ cây cần ISO đọt số 3 dài 5m3. Thì cây này bữa em có lên. Đây, cây này em lên rồi là em lên giá tới 700, bữa nay giảm 500 cho đi luôn nè. Đó, cây này có một anh kia hỏi sao nó cứng tới 7H, đọt số 3 nó cứng tới 7H. Thì cây này nó đã hụt đọt 20cm nha. Cây này nó còn lại là 5m2, 5m1 gì đó. Hình như cây này nó còn lại là 5m1 hay 5m2 gì đó, em nhớ. Đó. Hình như là 5m1. Đây. Đó. Tại vì nó hụt ít 20cm cái đọt rồi nên nó cái đọt nó rất là nảy luôn anh em ơi. Đây, cần là thẳng tưng nha. Cây này
đây anh em về anh em cái này là mấy ông Nhật ông quấn lóng, ông quấn cái đầu lóng sơ xài thôi, anh em câu được bình thường đó. Nè độ nãy gì không phải 7h thì mấy h anh em, đây cứng ngắt luôn nè đó. Anh em mua cái cần Trung Quốc 7h thì anh em so đi ha. Đây rất là nãy luôn đó. Anh em nào mà muốn muốn săn hàng á mình lấy nha anh em. Cây này dài 5m1 và 5m2 gì em quên đo rồi, anh em về đo lại nha. Thì coi như 5m1 đi. Đó. Đây. À nè, cây này là cái tên của nó là một cây cây Super Fork nha. Dòng là ISO nha anh em. Cây này hạ từ ISO ở chứ đây thì nó có cái bát nè, cái bát nó nằm ở đây nên mấy ông cạo ra nó chốc sơn xíu nha anh em. Không có hình vấn đề dưới gốc. Đó, thì cây này ăn giảm cho cân nặng cây này là 320 g nha. Đọt là 2 ly nha anh em. Đó, đọt 2 ly, độ cứng là 7H nha. Cây này giá là 500k ha, 700k giảm còn 500k cho đi luôn nha anh em. Cây cần carbon nha. Đó, anh em nào muốn chơi độ cứng cao á thì mình lấy nha anh em. Độ cứng cao thì cần chỉ có là cần hạ thôi. Cần mà Nhật thì nó độ cứng cao rất là hiếm nha. Cây này mã số 3, giá là 500k. Tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 thì anh em nào muốn chơi lăn xê. Anh em nào lăn xê đánh chép trôi mè ha. Đó, đánh chép trôi mè lăn xê thì anh em lấy nha. Cái này dính cái bọc nha. Thôi dính băng keo. Đó, thì cây này là một cây dòng Tenryu, là hàng đây, một cây Tenryu của hàng Nhật ha, nội địa Nhật luôn. Hyper Oki, cây này cứng 60 dài 3m9. Đó, cây này không đánh lục được nha anh em. Cây ba khúc này không đánh lục được. Đó, em báo trước nha, để anh em hỏi ba khúc này có đánh lục được không, thì cây này không có đánh lục được. Cây này chỉ để là câu biển nha, câu lăn xê, câu ngâm, hoặc là anh em tính trôi chép mè rồi là ngon nhất rồi ha. Đó, thì cây này cái bộ khoen của nó là đủ tiền luôn. Anh em mà không chơi cái cây cần này, anh em hạ bộ khoen ra, anh em lấy anh em lên cần khác, bao anh em được hai cần luôn ha. Đây, bộ khoen của nó là bộ khoen Fuji xích nha. Fuji xích toàn thân luôn. Đây, Fuji xích toàn thân luôn anh em. Đó. Tất cả là Fuji xích hết. Anh em biết cái bu này, anh em mua lẻ thôi, ít nhất là 200 ăn lên nha anh em, cái bu này nè. Nè. Anh em mà cũng kiếm mà cái bu Fuji xích mà môi trời á, giá nó rất là cao nha. Đây. Nè, mà bộ cây này em đếm cho anh em có bao nhiêu cái khoen nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cái khoen nha nè. Cây này 16 cái khoen cả bu nha, là khu di xích hết trơn luôn. Thì độ cứng nó là 60, nó dài là 3m9, hàng 3 khúc. Cây này cũng khá là nặng nha nè. Cây này nặng nha, tại vì cái gốc của nó là nó có cái dòng kim loại nè ha. Bát là Fuji luôn ha, bát là Fuji ha, khoen là khu di xích. Đây, thì cây này thông số của nó đây đọt là 3 ly 2 nha. Đọt 3 ly 2, nặng là 650g. Cây này mã số là mã số 4 nha nè. Đó, mã số 4. Thì giá cây này là giá là 1.350.000 nha. Cây này là 1.350.000. Mã số là mã số 4 nha. Đó, tổng thể độ mới bao anh em là 80% ăn lên nha nè. Đây, cần còn khá là đẹp luôn. Đó. Rồi, mã số là mã số 4. Rồi, tiếp theo, mã số 5. Đây, mã số 5 là gì? Thì mã số 5 em sẽ combo cho anh em là hai cái bao đựng cần ha, hai cái bao đựng cần, một cái bao đựng cần nhỏ. Đây, một cái bao đựng cần ngắn rất là tiện lợi cho anh em câu cần tay nha. Anh em nào mà câu cần tay á, lóng dài lóng ngắn gì cũng ok hết. Đây thì bao này nó dài chỉ có 1m1 thôi. Đây, bao hãng Get nha anh em, hàng là hàng bãi nha. Nè. Đây, bên trong. Đó, anh em rút cần vô ha. Nó có một cái ngăn phụ nhỏ này cho anh em để phao hoặc để lưỡi hay để phụ kiện. Đó. Đây. Nha, bao ghép. Thì cái bao này nó dài là 1m1 nha. Bao này dài 1m1, bề ngang nó tầm khoảng cỡ là 10 cm anh em. Cỡ 10 hoặc là 7 8, cỡ 10. 10 hoặc là 8, 8 đến 10 cm nha. Bề ngang của nó nè, 8 đến 10 cm thôi. Đó, một cái thứ nhất nha. Cái thứ hai khá dài luôn. Cái thứ hai này anh em nào có cần 3 khúc, anh em cần dài cần một khúc rồi đó, anh em lấy anh em để vô nha. Đây, ở dưới đây cái đế nó là đế da nha anh em, đế da.
Rồi, đó, đế là đế da, còn cái trên này là giải nha. Có là có dây quải đàng hoàng nha anh em, dây quải đầy đủ luôn. Có cái đồ để cố định lên nè, cuộc lại nha. Đó, thì cái bao này nó màu đỏ. Có một cái ngăn phụ luôn. Ở đây là một cái ngăn phụ luôn nha. Đây, cái họng nó ở trên đây, cái họng nó ở trên, nó có dây kéo nhưng mà nó kéo xuống được xíu thôi. Nó kéo xuống được nó kéo nhiều lắm anh em, cũng dài lắm, kéo được hơn phân nửa luôn ha. Hơn phân nửa cái bao. Đây, để em kéo xuống cho anh. Nó kéo cũng dài lắm nè. Đây, nó kéo cũng hơn phần nửa cái túi rồi. Đây, cũng hơn phần nửa cái túi rồi. Đây, bên trong đây. Đó, thì em sẽ combo cho anh em. Thì cái bao này là dài là... Cái bao đựng cần này dài là nó nhiêu em quên rồi ta. Đây, đây, đây. Nó dài là 1m55 nha. Đây, cái bao này nó dài là 1m55. Thì combo hai cái này là mã số 5 nha. Mã số 5 này em sẽ để cho anh em giá là 300k ha. Combo hai cái túi này. Mã số 5, 300k, một cái túi là 1m1 và một cái túi là 1m55 nha anh em. Rồi, ok, hai túi này ha, em để sang bên. Đây. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cái túi này. Ồ, cái túi quá trời bự. Đây. Cái bầu nó rất là bự luôn anh em. Bao anh em là có thể là anh em để được là 5 đến 6 bộ cần. 5 đến 6 bộ cần mà anh em không cần phải mở cái máy ra. Đây. Dây kéo là hai cái đồ kéo nha. Bên trong là có cái này là có coi có mút chống sốc nha anh em, có điểm mút chống sốc luôn. Bên trong đây. Nè, bên trong. À, đây. Chất liệu là ni lông nha. Đó, chất liệu là ni lông. Này, hãng Aqua nha anh em. Bao này hãng Aqua. Đây có một cái túi phụ luôn nè. Cái túi phụ rất là to luôn. Đây, cái túi phụ này rất là to. Thấy không? Bao anh em là nè. Bao anh em là câu là khỏi cần mở máy ra ha. Khỏi cần mở máy ra. Anh em cứ câu xong rồi anh em gấp cây cần lại rồi để vô thôi. À, dài là 1m3 nha anh em. Bao này dài 1m3, có đế đàng hoàng nha. Anh em khỏi sợ bị lủng. Đây có đế luôn. Đó, dài 1m3. Đây, chất liệu vải nha. Bên trong là có điểm mút chống sốc. Đây có cái ngăn phụ nhỏ nữa nè, một ngăn phụ nhỏ, một ngăn phụ to. Đấy, thì bao này em sẽ đổi cho anh em giá là 400k, mã số là mã số 6 nha. Mã số 6 này dài 1m3 nha anh em. Rồi, mã số 6. Dài 1m3. Rồi, ok, tới mã số 7. Đây, mã số 7. Mã số 7 thì nó cũng như mã số 6 thôi. Nè, cũng như mã số 6 thôi anh em. Nè, chất liệu cũng là y chang. Nè, cái bao y gan luôn, mà bao này nó chất liệu là vải simili cứng hơn xíu nha. Nó simili cứng hơn xíu. Bao này khá là đẹp luôn. Đây cái đế. Đế này nè. Đế rất là thò ha. Đây. Đây. Thì cái bao này nó có gách một chỗ này. Đã mai lại nè. Ha, mấy ảnh là mai lại đây nè. Ha, gách nhưng mà mai lại ha. Mai rất là ngon lạnh luôn anh em. Anh em câu khỏi mà thoải mái đi ha. Đây ngăn phụ nè. Ngăn phụ bự nè. Bên ngoài thì có một cái ngăn phụ nhỏ nữa. Đó. Đây. Bao này chất liệu là bao cứng. Bao cứng. Đó, hiệu ghét nha. Bao hiệu ghét thì quá ok rồi nè. Đây ghét nè, để thì bao này mã số 7 nha, giá là 1m3 luôn. Bao này là dài 1m3 luôn, giá là 450 nha. Mã số 7 giá là 450k. Rồi tiếp theo sẽ lên cho anh em mấy cái máy trước, rồi xong sẽ lên mấy cái đèn pin ha. Đèn pin này em hồi đó chỉ là mới về lần đầu luôn á. Đây em sẽ combo mã số 8, em sẽ combo cho anh em là hai cái này. Mã số 8. Đây, mã số 8 em sẽ combo cho anh em hai con máy Ikeda ha, hai con này anh cho anh em câu Ikeda, câu Henchy, Apply đồ đó là nó này. Đây, đầu tiên là em sẽ giới thiệu con trong hộp này trước. Con trong hộp này con này là tên là Marado ha, con Marado. Đây, một con máy dòng Apply hay là Henchy câu bè đồ đó. Đây. À, Ikeda nó đây có chế độ là xả này. À, chế độ xả nhanh chậm gì nè, cứng nhẹ gì nè, nó cứng nhẹ gì nè. Thì con này ta quay là bên phải nha, nó con này ta quay bên phải, bên trong nè. À, đây có thể đổi ta chỗ trái phải gì không biết, có để led ra gì nè, anh em đổi được anh em đổi nha. Đây này, con này hàng là Korea, còn full cái hộp luôn anh em. Đây một con ha,
nguyên cái hộp luôn, sách hướng dẫn này đầy đủ luôn. Thì con thứ hai là một con Daiwa Viking, dòng này rất là nhiều anh em trộn luôn, nhưng mà con này nó xấu nha anh em. Con này cái tai quay của nó bị hèn rồi nè, tai quay nó bị gãy rồi nè, mấy ông Nhật cũng hàng lại, ông dán lại nè ha. Tai quay còn rất là ok luôn anh em ha, ông làm ok lắm, làm cứng khừ à nè, ông bắt ốc vít hay gì nè đó ha, ok ngon lành hết trơn nha. Đây cái chỗ bấm này, nút bấm này rồi nó hơi bị ăn mòn nha anh em, nhưng mà bấm bình thường nha, bấm để xả. Cái này để bấm để làm gì? Bấm để xả dây nha, chế độ là bấm vô là xả dây anh em đó, chế độ bấm xả dây anh em quay là tự nó bật ra thôi. Đây thì con Daiwa Viking này cũng là khá nhiều anh em biết rồi. Ở đây có móp mè nè ha, cái này là bị muối ăn ha. Nói chung là con này nó xấu nha anh em, thì nó còn xài được, vẫn xài được bình thường nha. Đó, đổi tay trái phải, anh em nào muốn tay trái thì em sẽ đổi qua bên tay trái cho anh em nha. Cái carbon thì còn rất là ngon nha, máy còn hoạt động ok ngon lành hết trơn. Đây nó kêu két két là cái tay quay này nó khiếm nhất thôi đó. Này em sẽ combo cho anh em, thì hai con này, hai cái này em sẽ combo cho anh em, mã số là mã số 8 em tính lên 500 mà em giảm cho anh em 50 luôn, em để cho anh em 400k thôi, thôi 450k ha, 450k hai con máy này. Đó, con này Viking 77 nha, đây qua Viking 77 đó, 450k mã số 8 anh em được hai con máy này nha. Rồi ok, tiếp theo mã số 9. Đây mã số 9 em về ba con máy đỏ, em bán còn một con cuối cùng đây, cuối cùng em sẽ giảm cho anh em luôn nè. Nè, một con máy đỏ phải nói là quá đẹp luôn, anh em nào mà thích chơi dòng kim loại thì mình lấy nha anh em. Một con máy Shimano MIGZ 1000, con này size thật là 5000 nha, size thật là 5000, cước số 5 vô là 160m nha. Mô bình sống đổi tay trái phải nha anh em, đó, mô bình sống đổi tay trái phải, hàng là in Japan nha. Đây hàng Japan của Shimano, đây máy hoạt động ngon lành, chu trơn hết trơn nha, không vô lắc luôn anh em đó. Tiếng gian còn khắc là đã luôn. Thì con này mã số là mã số 9 nha, mã số 9 này để cho anh em giá là 470k nha anh em. Đây mã số 9 này 470k, còn con cuối cùng nha, anh em nào chốt nhanh thì còn nha anh em. Đây rồi tiếp theo mã số 10 nè, mã số 10 là một con máy lua nha, đây còn bao vải luôn. Con này dòng lua, anh em nào mà chưa có máy lua thì mình lấy nha anh em. Con này là một con Daiwa Fem 2506H, con này có nông nha, có nông được sản xuất ở Trung nha anh em. Con này hàng Daiwa Trung xuất. Này dòng này rất là đẹp luôn, tay quay trợ lực ha, con nó tay quay trợ lực ha. Thì dòng này nó có trợ cối luôn anh em, đây con này có trợ cối nha. Thì thường thường anh em kêu trợ lực á, con này có Egan kit luôn ha anh em. Thảm đó, anh em để anh em mua một con kit size 2500 thì giá nó tầm khoảng cỡ gấp hai con này rồi ha, còn mới á thì giá nó gấp hai con này rồi đó, không y chang luôn. Anh em không lấy con này thì lấy kit chi đó. Đây máy quay là đây, chống đầu ngược và bằng bi luôn, chống là dính, chống là dính nha, đổi tay trái phải luôn nha anh em, máy hoạt động ok luôn. Con Fem 2506 size 2,5 nha, con này size 2,5 đó. Anh em nào mà cần một con máy lua đi chơi tết á, em lấy con này ha. Con này em bao giá cho anh em luôn, shop khác bán là 1,5 triệu ăn lên, bao anh em là một con này 1,5 triệu ăn lên, em bán con này 1,3 triệu nha. Nó con này 1,3 triệu thôi, ra con Fem 2506H đó, 1,3 triệu cho anh em chơi, còn bao vải luôn, mới bao anh em là 85% ăn lên. Mã số là mã số 10 nha anh em, con này mã số 10 nha. Đó. Rồi mã số 10 giá là 1,3 triệu. Tiếp theo mã số 11 lên đây, mấy cái hộp này bữa nay combo hộp giá rẻ cho anh em chơi luôn, mỗi cái 3 đây. Mã số 11 là em sẽ combo ba cái hộp đựng phụ kiện cho anh em. Hai cái hộp này là mắt Isabel, nó có để đóng ở đây, giữ Isabel ở trên đây hết nha. Mắt Isabel hai cái hộp này, đây hai cái hộp còn khá là đẹp luôn. Đây, hai cái hộp này, ba cái là còn một cái nữa. Đây cái nữa, cái hộp này nữa ha. Đây cái hộp này nữa, ba cái hộp này mở nắp ở trên cũng là hàng Japan luôn. Mày trong đây nó có gì? Nó có một cục chì nè, nó có cục chì cho anh em đánh bạc bãi hay anh em làm gì đó, với một con cua. Đây một cái này là để cho anh em câu bạch tuộc hay gì đó, em nhớ không lầm lại câu bạch tuộc ha. Có con cua trên đây không có đó. Anh em là không thích làm chơi thì mở con cua ra cho con cháu mình chơi nha. Đây hết trơn luôn,
hết trơn ba hộp này luôn. Em sẽ để cho anh em đây, bữa hổm lên tới giá cho 350 mà này để cho 200 thôi, hết trơn cho đi hết luôn, cuối năm xả hàng nha. Đây ba hộp này mã số 11 giá là 200k thôi nè, chỉ có 200k thôi, mã số 11. Rồi mã số 11 nha, không nha. Rồi tiếp theo mã số 12. Đây mã số 12. Đây mã số 12 nha. Mã số 12 là combo 3 món này, hai cái túi này. Hai cái túi này cho anh em đựng phụ kiện, anh em đựng gì cũng được nha anh em. Đó, kể cả anh em đựng máy câu, máy nhỏ, máy tầm khoảng cỡ size 2000 trở xuống, anh em đựng cũng được luôn ha. Đây, em sẽ để cho anh em coi cái con máy. Đựng cho anh em xem một con máy đây. Con máy này mà gặp tay quay lại là anh em để vô bình thường nha. Con này nè, con này gặp tay quay, bỏ tay quay rồi là anh em để vô bình thường luôn. Đó. Thấy không? Đây. Hai cái túi này, hai túi khá đẹp luôn anh em. Hai túi đẹp quá đẹp luôn, hai túi giống nhau nha. Chứ giữ lại một cái hộp là cái hộp này nó là tới 3 ngăn. Hộp này tới 2 ngăn lận nhưng mà nó mắc hết một ngăn rồi. Đây. Nó còn 2-3 ngăn lận, nó còn 2 ngăn thôi, còn một ngăn trên ở đây nữa nè. Nhưng mà nó bị mắc rồi thì nó còn 2 ngăn này thôi. Đó anh em để đồ, để mấy con mồi lua nha. Để mồi lua phụ kiện gì anh em để nha anh em. Đó. Đây. Gặp lại bình thường nha. Nè, con này thì có mẻ đây xíu nha. Đó. Thì combo này cũng để cho anh em giá là 200k luôn, mã số 12 nha. Mã số 12 này 200k luôn anh em. Rồi, tiếp theo. Đây, tới món hàng mới, mấy cái đèn pin. Đây, cái đèn pin mã số 12 rồi phải không? Mã số 13. Đây, mã số 13 là có 4 cái đèn pin này thì em sẽ đồng giá cho anh em 13. Đây, mấy đèn pin này em sẽ đồng giá cho anh em là 150 một cái. Mấy đèn pin là xài led hết, siêu sáng luôn. Đây, mấy đèn pin là siêu sáng luôn anh em. Rất là sáng nha. Nè, sáng dữ lắm luôn. Nó tới trong đây nó tới 13 con led lên em, 13 con led lên, siêu sáng luôn. Đó, anh em nào mà câu đêm thì mình lấy nha, rất là sáng. Thì cái mã số 13 này em có 4 con, thì mỗi con đây em có 4 cái, mỗi cái là 150k. Nó giống nhau, chỉ có cái trắng là khác thôi. Cái trắng này nè, phải nói cái nào nó cũng sáng siêu sáng luôn. Đó ha, nó có hai chế độ thôi, một chế độ sáng và tắt thôi nha anh em. Đó, mấy con này chế độ sáng và tắt thôi. Thì mỗi con mã số 13, mỗi cái là em có 4 cái, mỗi cái là 150 nha, 150 một cái mã số 13 đó. Anh em cứ chốt 13 mấy cái là để em biết nha. Rồi ok, mã số 14. 14 thì em sẽ để cho anh em là hai combo hai cái. Đây, 14 là em sẽ để combo hai cái. Ha, một cái là một cái của hàng Panasonic nha, Japan, một cái Panasonic bit xài pin nha. Mấy cái này xài pin nha anh em. Mấy này xài pin hết. Đây, Panasonic rất là dễ thay pin. Cái này rất là dễ thay pin, anh em nhìn là biết rồi. Đây, anh em dẫn cái này là thay pin nè, thay pin là dẫn này ha. Đây. Đây là cái này nó gần hết pin rồi anh em. Anh em về thay pin nha. Đây, cái này gần hết pin rồi nên nó sáng hơn. Nó đây coi cái bóng này là bóng halogen nha. Con này là bóng halogen. Đây có hai chế độ sáng tắt thôi. Anh em nó cái này gần hết pin rồi, nó sáng hơi hiếu nha. Nó gần hết pin rồi. Thì thay pin thì anh em quẳng cái này ra thôi nè, pin nó nè. Đây, pin này ở siêu thị bán thiếu gì ha, pin này là pin chung, loại pin chung. Nó siêu thị bán thiếu gì đây nè. Đó. Rồi dưới một đây, cái thứ hai, cái đầu tiên là Panasonic, cái này siêu bền luôn. Đây dưới một cái là ly lít ôm, cái lít ôm, cái này rất là đã luôn anh em. Đây chế độ là một con led giữa siêu sáng. Đây siêu sáng nha, có nhiều chế độ lắm. Cái này là đây, bấm một cái nè, sáng hết lóc nè, bấm cái nữa là sáng mờ lại, bấm cái nữa là sáng lưu lại tiếp ha, bấm cái nữa là tắt, không, bấm cái nữa là chế độ là chớp ha, chế độ này là chớp tắt à, chế độ chớp tắt, bấm cái nữa là tắt ha. Nó có 3-4 chế độ gì đó, 3-4 chế độ gì đó. Rồi còn nút bên đây, nút bấm bên đây là đây, hai cái đèn led, hai đèn led hai bên này là màu đỏ nha. Cái này là thích hợp với anh em đi chạy xe đạp anh em trời tối nè. Cái này là nó chớp nữa, hình như nó có chế độ chớp. Đúng rồi nè, đó chế độ chớp nè ha, đó, chớp hai đỏ hai bên nè ha. Đó rồi hết xong. Rồi hai cái này là em sẽ combo cho anh em mở 14 là giá 200k ha.
hai cái này là 14 200k. Rồi tiếp theo mã số 15. Đây 15 là cũng là combo hai cái luôn nha anh em. Combo hai cái mã số 15. Để em đánh 15 vô. Đây. 15 là combo hai cái này khá là đã luôn. Đó, mấy cái này là còn dây chụp đầu hết trơn nha anh em. Dây là dây nguyên hết trơn nha. Giờ anh em chỉ cần tăng đua lại thôi cho vừa cái đầu của anh em. Đây. Con này là một dòng con Chara, một con Chara nha. Thì con này cho có 2 4 5 led. Đây sáng là sáng nhiều chế độ nha. Đầu tiên nhấn vô một cái là nó sáng một con led. Nhấn vô cái thứ hai là sáng cùng lúc 3 con, nhấn cái thứ ba là sáng hết 5 con. Siêu sáng luôn anh em ơi. Sáng lắm. Đây, bấm cái nữa là chế độ chớp tắt. Nè, chế độ chớp tắt. Bấm một cái nữa là tắt nha. Đó, em chỉ bấm một nút thôi. Đây, còn cái con cái thứ hai là con này có 3 led một halogen nha. Con này có chế độ 3 led một halogen. Đây. Nhấn đâu rồi, nhấn ở đâu quên rồi. Đây đang bắn ở trên. Đây. Thay pin thì anh em gỡ mail bên hông này thôi. Đây, chế độ là sáng một con led nè, sáng hai con led nè, sáng ba con led nè, thấy không? Sáng lắm ha. Và chế độ cuối là sáng một con, sáng blue là sáng mờ là sáng một con led halogen, con một con cái bóng halogen. Nó bóng là halogen để cho anh em muốn là sáng mờ ha, tiết kiệm pin. Đó. Đây. Hai cái này là em sẽ combo cho anh em giá là 250 nha. Hai cái này combo 250. Mã số là 15. Đó, 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Đây, mã số 16 là một cái to. Một cái National của hàng Japan nha. Một cái bóng, một cái National của Japan. Thì cái này là anh em thay pin thì anh em dặn cái nút này ra ha. Dặn cái nút này, ngược kêu đồng hồ, anh em gỡ lên để anh em thay pin. Còn chế độ sáng tắt thì anh em sẽ xây cái này. Đây, cái con này là led. Cái hai bóng này là bóng dây tóc nha. Bóng halogen, bóng dây tóc. Thì bóng dây tóc này anh em có thể là về anh em thay bóng led được nha. Nó có bán loại bóng led nhỏ này luôn nha anh em. Đó, anh em nào muốn chơi led thì anh em thay nha. Thì cái này nó loại là loại bóng dây tóc. Anh em thay led thì cho nó sáng nữa thôi, sáng trắng. Cái này là sáng vàng. Nha, anh em nào thích sáng vàng, mấy dòng National này phải nói là nó siêu bền luôn. Anh em nào thích đồ bền đó thì anh em lấy con này nha. Này, nó có hai chế độ thôi, sáng tắt thôi. Hai chế độ sáng tắt. Nó cũng có sáng luôn nữa nè. Anh em dặn nhẹ là nó sáng luôn. Đây. Nè, màu vàng nha. Dây đội đầy đủ National luôn. Hàng này là siêu bền luôn, anh em nào cũng thích đồ bền ha, thì anh em lấy. Đó. Đây. Thì cái này em để cho anh em giá là 200k nha. Mã số là 16 nha nè. Mã số 16 này 200k. Rồi tiếp theo mã số 17. Đây mã số 17 là cũng là một con National nữa. Đây National này hai bóng nha. National hai bóng. Đây khá là sáng luôn. Này bóng nhỏ nè. Chỉ là bóng nhỏ. Sáng bóng to nè. Đó. Anh em có thể là thay bóng led luôn được nha. Bình thường. Đó. National rất là bền anh em. Hàng là Japan nha. Này đó. Thì con này nó có dây gời pin nè. Pin này để ngoài sau nha anh em. Pin này để ngoài sau có dây nè. Dây này làm dây chùm đầu luôn. À, pin rời, pin ngoài sau. Đấy. Nha, rất là đẹp luôn anh em, màu trắng quá đẹp. Coi cái này. Đó, thì cái này để cho anh em giá là 250 nha. Mã số là mã số 17. Ha, 17 này 250 nha. 17 này khá đẹp luôn. À, 17 anh em nó nhanh thì còn nha. Mã số 18. Đây, 18 là một cái Shimano Nisut nha. Z-Suit nha. Z-Suit này như là của hàng Shimano quá nè. Đây. Cái này là cũng là xài pin luôn. Nhưng mà cái này nó là dòng là đây. Nó có một cái cục ngoài sau này nữa. Dòng mấy cục ngoài sau này xài rất là bền nha. Đây. Chế độ sáng của nó là từ 8 độ đến 30 độ nè. Nó có để nè. Từ 8 độ đến 30 độ anh em muốn gặt. Chế độ sáng sao anh em gặt nha. Đây. Xem. Em gặt gì nhất. Đây. Thì anh em chỉ bấm một cái này thôi. Đây, nè, con led đầu tiên nó sáng dữ lắm anh em ơi. Con led nha. Nè, con led bự này nó sáng dữ lắm. Đó. Nè, anh em bấm mạnh vô ha. Rồi nó sáng này. Rồi, anh em bấm lượt hai cái. Anh em bấm hai cái liên tiếp thì nó chuyển ra là ba con led. Đây, chế độ là sáng ba con led này. Đâu rồi. Sao nó không qua chế độ ba con led ta? Đi gì? Nó bấm dưới đây không? À nè nè, nó qua chế độ ba con led nè.
à, bấm mạnh vô, nó chưa có ăn đó nè, nó chưa có ăn, bấm mạnh vô. Đây ba con led trên, hai con led bự dưới đó, à, tắt nè, đó con led bự nè, led bự nó sáng dữ lắm nè, sáng bự nè, thấy không? Sáng góc 30 độ nha, còn góc 8 độ nè, 8 độ thì nó lưu lại ha, này góc 30 độ nè, đó, nè, nè, đây, sáng được ba con led nè, nào, rồi cái này là cuốn Shimano gì á, đây có dây ngoài sau, có cục ngoài sau này để đo pin hay sao nè, nó sáng ở đây nè. Cục này là để cho nó biết hết pin ít nè, cái này còn pin đầy thì nó sáng hết, em nghĩ là vậy đó nè, ngoài sau nè ha, hay là để cho ta nhìn thấy mình hay sao không biết nó, à, đúng rồi, cái này chắc để cho ta nhìn thấy mình đó, đây nè, đó. Rồi giờ ZX 300 thì coi cái này là 300k luôn, mã số là mã số 18 nha anh em, mã số 18 này 300k nha. Rồi tiếp theo mã số 18 đúng không? Đúng rồi, 19 cuối cùng. Đây 19, cái này là pin sạc nha. Cái này là pin sạc nha anh em sạc được nha. Sạc là cái chui dẹp của hàng sạc điện thoại Samsung anh em. Hoặc là Xiaomi rồi đó. Nè, đây cái dẹp này của mấy hàng Xiaomi á. Đây, cái này là sạc nha. Pin sạc. Đó. Đây. Cái này là cái giá trị nhất. Pin sạc. Mà cũng là đây. 5 LED. Sáng siêu sáng luôn nè, một sáng nè, sáng cái nè, sáng ba cái luôn, sáng hai cái nhỏ chứ nó ha, nó sáng năm cái luôn luôn, trời ơi nó sáng kinh khủng. Chớp nữa kìa, nó chế độ chớp nữa nè. Rồi ok, cái này để cho anh em giá cũng là 300k luôn ha, 19 cuối cùng nha anh em, 19 này đang lấy, chào anh em nha.